À, mẫu thân của em á thì với em á thì có nhiều kỷ niệm lắm, mà kỷ niệm buồn nhiều hơn là kỷ niệm vui. Tại vì từ khoảng 3 tuổi là em đã vô gia cư rồi và sống với mẹ ở như trên cánh đồng. Ở trên cánh đồng thì nó có cây dúi, ở quê em là Phan Rang Tháp Chàm, nó có một loại cây đó là cây dúi, nó có trái và cái mùa nó chín, nó cái nó nhỏ nhỏ như là cái hạt đậu á. Nhưng mà cái màu sắc của nó màu vàng, ăn được. Và trên những cái bờ đê á, người ta có để lại vài cái dúi để bà con đi làm đồng á, thì mỗi buổi trưa vô trong đó để dùng cơm. Sau họ nghỉ trưa chút, đứng bóng họ đi làm lại. Và mẹ đưa em vào cái dúi ở. Và em nhớ kỹ là đêm đêm á, mẹ em ngồi dựa vào cái dúi. Và em và một đứa em út, là mỗi đứa nằm dựa trên cái đùi của mẹ, hai cái đùi á, nằm hai bên và dựa cái đầu vào nhau. Mẹ tước trí, tại vì họ nhỏ trí nhiều lắm, trứng trí nhiều lắm. Do mình nghèo, mình không có sập bông, mà thời đó hình như cả nước mình đều nghèo hay sao á. Em nhớ là đi xếp hàng để mua sập bông. Mỗi gia đình mua được một cục sập bông màu xanh xanh á. Nhưng mà nhà nào có hộ khẩu mới được đi mua. Còn mẫu thân em là vô gia cư, không có hộ khẩu cho nên không có được mua gì hết. Mà em thử nghĩ là hồi đó, mà nếu có được mua thì mẹ cũng không có tiền để mua. Cho nên vô gia cư từ nhỏ đó, thì nó cũng dễ tuổi thân, mà nó cũng dễ thấm thiết vào thế thái nhân tình. Giống như mình đã từng gọi là khất sĩ rồi, mình đã từng là vô gia cư rồi, ở nơi đây nơi kia rồi. Cho nên em cũng có một thời gian, ít nhất cũng 10 năm như thế. Hôm nay thì tính ra thời gian mẹ tịch ngày 21 tháng 8 năm 2003, thì năm nay mẹ cũng tròn 23 năm khi mà mẹ qua đời. Nó trở thành một cái ký ức trong trái tim của những người làm con rồi. Thì thật sự cái mâm cơm mà hôm nay mình cúng mẹ đó, chủ yếu là chị em đoàn tụ, chủ yếu là hàn gắn những cái gì mình đang vụn vỡ, mà tình đời, ý đạo nó còn mong manh. Tại vì chị em vậy chứ mỗi người mỗi ý, mỗi tính, mỗi nết, chứ không ai mà có thể mà đồng hành và yêu thương nhau thật lòng. Chị em vậy chứ đôi khi cũng ngầm ở trong tâm, có những dấu hiệu chia rẽ, có những sự giận hờn, thậm chí đôi khi còn ghét bỏ. Nhưng mà cái ngày giỗ cha mẹ thì nó lại là một cái sợi dây gắn kết cái tình máu mủ thiêng liêng ruột thịt của nhau. Cho nên hôm nay làm đám giỗ, thật ra mẹ không có ăn cái thức ăn này. Mẹ em tịch ra thì trong vòng 49 ngày cho đến giáp năm á, ít nhiều gì cũng phải có một cái cõi để đi về. Nếu mà nhẹ lòng á thì cũng sanh về cõi trời. Và nếu mà nặng á, thì cũng đầu thai làm cõi người. Thì còn nặng hơn á, với một cuộc đời mà sống thất đức, làm cho bao nhiêu chúng sanh đau khổ vì mình, thì chắc chắn sẽ sinh vào một nơi tối tăm hơn. Còn cái việc mà La Hán Phật á, thì phải dùng công tu hành và phổ độ chúng sanh nhiều đời, nhiều kiếp, thì mới đắc đạo. Cho nên cái bữa cơm mà hôm nay á, đúng nghĩa là bữa cơm thâm tình. Vì vậy cho nên vấn đề mình mà trở về tu viện để cùng chia sẻ một vài cái món ăn để dâng lên cúng mẹ của em đó, thì thật ra là cái thức ăn rất có ý nghĩa. Thì em một lần nữa thay lời cho các chị em ở trong gia đình, rất biết ơn các Phật tử. Nhưng mà cái ngôi chùa của mình đó, nó có một cái thương tâm, đó là chúng ta thấy là các chú tiểu trong chùa là được cái phòng lao động và thương binh xã hội quan tâm, có thể đưa các em về cái nơi tốt hơn để mà các em có được một đời sống nó đẹp hơn cái đời sống ở đây. Nó thiếu cái cơ sở vật chất và nó thiếu cái pháp nhân pháp lý mà nhà nước ban hành cho cái luật nuôi dưỡng trẻ. Em ở đây chỉ là căn bản là tấm lòng của một người tu sĩ nghĩ về Đức Phật là một.
và nghĩ về chúng sanh, những mảnh đời mà nó có thể mình dùng cái từ là mảnh đời bất hạnh, nó giống như cuộc đời của em vậy. Cho nên em giang cái đôi tay nhỏ bé của mình cưu mang các em qua tinh thần hộ trì của Phật Pháp, hộ trì của Phật tử thập phương tồn tại hơn 20 năm nay trong cái núi dinh này. Nhưng mà nói cho cùng rồi thì mọi người cùng chung tay là lo cho các em được một cái đời sống tương lai hạnh phúc thôi. Chính vì vậy mà hôm nay các Phật tử đang hiện diện trong tu viện của em, nếu ai đó còn suy nghĩ rằng là tội nghiệp các em thì đừng có suy nghĩ như vậy. Hãy bắt kịp cái tư duy của em, cho rằng là đây là một cái cách mà các em nó có thể mà trưởng thành thêm hơn. Trong cái đôi tay của em, nó gần giống như đôi tay của người cha hay mà là đôi tay của người mẹ. Có một câu nói thiêng liêng ở trong đời mà chúng ta cần phải suy gẫm, đó là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Em luồn theo tư duy của người xưa thì thầm nghĩ rằng là các cháu nó sẽ trưởng thành lớn khôn hơn khi dòng đời xuôi ngược, và nó có thể nó kinh nghiệm dày hơn khi nó va chạm với lẽ thật của cuộc đời. Em tin rằng điều đó nó sẽ có sự thật. Tại vì người mà sung sướng và hạnh phúc á, sẽ không cảm nhận được nỗi đau của những người đau khổ. Và điều đó cũng có nghĩa là bước ra xã hội ấy, có nhiều hạt giống cống cao, ngạo mạn và không đồng cảm. Chính vì vậy mà những con người mà đã từng khổ ấy, thì dễ mềm lòng trước số phận hơn. Những con người đã từng mà thiếu ăn, thiếu mặc, bây giờ mới biết thương cái người giống như mình. Vì vậy mà em nghĩ rằng là cái khó khăn của mấy cháu trong lúc này ấy, nó cũng là một bài học để các cháu lớn khôn hơn. Tại sao mà các anh chị ở nước ngoài mà hay về Việt Nam mà để mà chi lo cho những cái phần tiền rất lớn để đi làm từ thiện muôn nơi? Thật ra nhìn nụ cười của anh chị bà con ở phương xa về Việt Nam gọi là kiều bào, mình chưa đọc hết được những nỗi niềm khổ cực của những cái con người ấy đâu. Tại vì người ta giấu nỗi đau ở đằng sau trái tim, và người ta nở nụ cười để làm đẹp cuộc đời thôi. Chứ còn thế giới phương Tây hay là nơi nào đó cũng làm bằng đôi tay, và cũng phải suy nghĩ nát óc mới có thể có đồng tiền. Và đôi lúc có những con người người ta dám nhịn ăn, nhịn mặc và nhịn hết tất cả những thú vui mà đời thường để người ta dành cái khổ đó. Giống như mình nói nhìn trầu, nhìn thuốc để cho con vậy. Đem về cho mình để làm đẹp quê hương. Mà mình là người tu đó, thì phải nhìn được cái đằng sau của ngôi nhà. Chứ đừng có lúc nào cũng nhìn cái mặt tiền nó đẹp. Phải thấy ở đằng sau có những cái góc khuất, nhà vệ sinh, quần áo, dép mũ, dơ giấy để mà mình kịp tắm sạch nơi đó. Thì những con người mà đau khổ như thế nào, mình cũng phải nhìn ra được cái chỗ tốt đẹp. Cho nên con khuyên mọi người hiện diện trong tu viện của con giây phút này, chúng ta đừng để cái trái tim mình oán hận. Bất cứ một nhân vật nào trong cuộc đời, mình cũng đừng để trái tim mình dơ bẩn. Mình hãy để trái tim mình nó mênh mông, bao la như Đức Phật vậy, như các bậc thầy tổ vậy, như những bậc chân sư trong cuộc đời vậy, để mình tự giặt tắm vá lại những cái gì nó rách nát vụn vỡ. Chứ mình mà giận hờn, mình trách móc, mình cay đắng, thì mình rước những cái thứ trùng độc vào trong trái tim của mình. Mà con người thì nó có vai trái vai phải, ngày thì nó có đêm đó, trên nó có dưới, có nghĩa là công bằng giữa cái thiện và cái ác. Đứng giữa đường tơ kẻ tóc, giữa cái thiện và cái ác, lương tri và khối óc, và Phật và phàm, thì chúng ta hãy bước một chân thôi qua ngưỡng cửa của từ bi, chúng ta sẽ thấy bầu trời rất mênh mông và rộng lượng. Chúng ta sẽ không còn đau khổ và cảm thấy rằng mình là đứa trẻ bất hạnh hay là xấu số hay là tan thương, mà chúng ta còn ngược lại, chúng ta yêu thương, chúng ta vung vén, chúng ta còn giúp đỡ cho những con người
những người mà có những cái nghiệp lực xấu ác tổn thương mình nữa. Tại vì Đức Phật sở dĩ mà trở thành thiên nhân chi đạo sư là Đức Phật có khả năng yêu thương và đùm bọc luôn kẻ thù. Và tại sao Đức Phật có khả năng yêu thương và che chắn đùm bọc luôn kẻ thù? Bởi vì trong trái tim của Đức Phật không có kẻ thù. Cũng giống như là mình có cảm nhận ngày cũng tốt mà đêm cũng tốt. Bàn tay trái úp lại bàn tay Phật sẽ trở thành một đóa sen hồng. Xình ti dơ bẩn nhưng nuôi được sen thơm hương. Cha mẹ dù có gây gỗ, có tội lỗi, nhưng người ấy chính là người sanh ra mình. Cho nên chúng ta phải có một cái trái tim rộng lượng mà nhìn ra khắp thế giới. Chứ nhìn, đừng có nhìn dưới cái giếng nước, cái tù ao, trong cái bộ tộc, trong cái gia đình vốn nhỏ bé của mình. Mà cả thế giới này là nhà. Cả thế giới này là tình yêu thương. Bao nhiêu con người sống trong cuộc đời này đều là bà con viếng thuộc của mình hết. Và mình tập tư duy lớn như thế thì dòng sông nào cũng là nước. Đi qua Trà Giang thì nó mặn. Đi qua vùng núi cao thì nó thành thác lũ. Trở về biển cả đều một vị mặn như nhau. Biển cả không vơi cũng không đầy, chứa đựng hết tất cả loài thủy tộc trong đó, không phân biệt. Đấy, thì tấm lòng của những người mà gọi là xuất trần thượng sĩ hay là xuất gia tu học, hoặc là xuất gia tu hành, thì chúng ta tu thì phải hành. Nghĩa của nó không có phải là chúng ta tụng cái bài kinh như hồi nãy. Bài kinh như hồi nãy là Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thật cao xa. Là cái gì báo hiếu mẹ cha. Mình phải tụng vậy. Mà cái tu hành có nghĩa là mình chuyển hóa cái lỗi lầm của mình. Rồi mình sửa đổi những cái tánh tật của mình. Gọi là tu sửa. Là sửa tâm, sửa tánh. Chúng ta ở đây là người phàm. Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ chất chứa rất nhiều những cái thứ độc hại trong tâm. Tập trung là gọi là tham, sân, si, phiền não. Chúng ta làm sao mà đừng để cho mình tham sân si phiền não bằng gợi cái ý niệm là từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Tự nhiên chúng ta thấy trời vẫn mênh mông đó, đất vẫn dày và con người vẫn yêu thương nhau đùm bọc, thì tự dưng nơi nào cũng là quê hương, nơi nào cũng đất nước, và sống ở đâu chúng ta sẽ biến cái nơi đó thành cực lạc, gọi là Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà mình qua Tây Phương á, tức là bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc á, mà mình không có cực lạc, thì mình chỉ có đến Tây Phương thôi, nhưng mà mình không có thấy cực lạc. Còn nếu mà mình ở Việt Nam, hay là mình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khô cằn sỏi đá, nhưng trong trái tim mình, nó đến một cái đỉnh cao nhất trong cuộc đời, đó là niềm hỷ lạc, niềm an lạc sâu lắng. Dù phong ba bão tố, dù gặp rất nhiều những biến cố trong cuộc đời, mình vẫn an yên tự tại, cái đó là cực lạc. Tại sao gọi cực lạc? Vì niềm vui lớn nhất chính là niềm vui buông được cái sân si. Niềm vui lớn nhất là nuôi dưỡng được cái đức tính từ bi hỷ xả. Còn người ta khen mình đẹp trai, cái mình vui. Cái chút xíu xuống đó nó lùng, cái mình xấu, mình buồn. Cái mình ta nói với, hôm nay nấu ăn ngon quá đi, la gu ngon quá. Cái có kêu cô kia ngon gì đâu, mặn chằn, cái mình buồn. Cái người ta tặng cho mình một lời khen, là mình vui. Cái người ta chê mình buồn. Mình cưới vợ cho con, người ta chê mình cũng khổ. Mình xây nhà cho con mình, người ta chê mình cũng khổ. Mình làm ăn, mình thành công, người ta gánh tị mình cũng khổ. Rồi người ta chê bai mình cũng khổ. Nói chung là khen chê hai đều khổ. Thì cái đó là niềm vui, nhưng mà mong manh, dễ vỡ, giả tạm.